vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 10.000 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh thành phố, trong đó có 3 trường hợp tử vong tại các tỉnh Đắk Lắk, Kiên Giang, Long An. So với trung bình 5 năm gần đây, số mắc chưa có dấu hiệu tăng cao đột biến. Tuy nhiên, số mắc trong các tuần gần đây đã có xu hướng tăng mạnh và đã ghi nhận 3 ca tử vong trong tháng 5 năm 2023. Theo Bộ Y tế, hầu hết các ca bệnh tay chân miệng đều diễn biến nhẹ, tuy nhiên ở một số trường hợp bệnh diễn biến nặng và gây biến chứng nguy hiểm như viêm não, màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong nên cần được phát hiện sớm, điều trị kịp thời. Chương trình tư vấn sức khỏe kỳ này do Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp thực hiện với chủ đề phòng điều trị bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác thường gặp. Sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về tình hình dịch bệnh tay chân miệng, nguyên nhân cách phòng điều trị bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác thường gặp. Tham gia chương trình hôm nay xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Huy Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Hương, trưởng khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình. Đến tham dự chương trình còn có các thầy cô giáo của các trường học trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm và các bạn đoàn viên thanh niên, đoàn khối huyết cơ quan doanh nghiệp. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Trong chương trình hôm nay, các khách mời sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về tình hình dịch bệnh tay chân miệng nguyên nhân, cách phòng điều trị bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác thường gặp. Quý vị và các bạn đã câu hỏi với các khách mời vui lòng gọi đến số máy 0259 383 7837 để được tư vấn trực tiếp. Trước khi giao lưu với các khách mời, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Theo thống kê của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2023, số trẻ đến khám và chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tăng hàng ngày từ 50 đến 60 ca. Cháu Nguyễn Hải Nam, 6 tháng tuổi, được gia đình đưa đến khám tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh có những triệu chứng. Số cao 2 ngày liên tục, lòng bàn tay, miệng và chân có bóng nước nhỏ. Cháu Nam được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng và cho nhập viện điều trị. chỉ tư thì cho về uống hai ngày thì cái cái đỏ nó lạnh nhưng mà nó vẫn còn sốt cho nên là thấy nó sốt lại nó, sốt, nó, sốt, nó, sốt, nó sốt, ngủ một mình đó cho nên em đi cháu ca tơ thị hồng xuyến 5 tuổi nhập viện cấp cứu do sốt cao co giật cháu xuyến được chẩn đoán mắc bệnh sốt xuất huyết sau khi bác sĩ cho hạ sốt tích cực sức khỏe đã ổn định không có biến chứng gì khi vào đây thì bé bị sốt, sốt khoảng 10 giờ thứ sáu, xong là không có hết sốt, giờ thứ 7 thì trở xuống. Xong là xét nghiệm thì bé bị sốt xuất huyết, tới bây giờ bé ăn được uống được mà. Tính đến ngày 24 tháng 8 năm 2023, toàn tỉnh Ninh Thuận ghi nhận 364 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 480 ca mắc sốt xuất huyết, thủy đậu có 83 ca mắc, sốt rét 6 ca mắc không ghi nhận trường hợp tử vong. Đối với bệnh tay chân miệng, số ca mắc tăng 10 lần so với cùng kỳ năm 2012 với 364 trên 36 trường hợp. Đặc biệt trong 364 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, có 33 trường hợp nặng đe dọa tử vong. Số trường hợp mắc chủ yếu gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi, chiếm 98% thực hiện chỉ đạo của bộ y tế ủy ban nhân dân tỉnh ngành y tế ninh thuận đã tăng cường công tác giám sát nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm thường gặp tại tất cả các bệnh viện cơ sở y tế công lập và tư nhân và cộng đồng chỉ đạo hệ thống điều trị các bệnh viện chuẩn bị cơ sở sẵn sàng thu dung cách ly đi điều trị chuẩn bị đầy đủ thuốc trang thiết bị y tế cần thiết tập huấn kỹ năng chuyên môn phát đồ điều trị cho cán bộ y tế tham vấn ý kiến các bệnh viện tuyến trên trong công tác điều trị tập trung cứu chữa hạn chế không để xảy ra tử vong do bệnh tay chân miệng chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng triển khai công tác giám sát chặt chẽ đảm bảo kịp thời khoanh vùng xử lý ổ dịch không để dịch bùng phát và lan rộng chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử khuẩn trang thiết bị chuyên dụng sẵn sàng đáp ứng công tác phòng chống dịch cung cấp nội dung truyền thông phòng chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm thường gặp cho cán bộ và nhân dân biết và thực hiện nhằm phòng chống các bệnh truyền nhiễm nói chung và bệnh tay chân miệng nói riêng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự thông tin về tình hình dịch bệnh tay chân miệng, công tác điều trị và phòng chống dịch bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn tỉnh. Xin được trao đổi với bác sĩ Nguyễn Đình Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Xin bác sĩ cho biết bệnh truyền nhiễm là gì và các bệnh truyền nhiễm nào thường gặp thưa bác sĩ? Trước hết xin kính chào mc chào các bạn trong khán phòng và xin kính chào tất cả quý bạn xem đài. Trước hết thì xin trả lời câu hỏi của mc bệnh truyền nhiễm là bệnh có thể lây truyền từ người này sang người khác và cái nguyên nhân của bệnh truyền nhiễm thì chúng ta có thể là nguyên nhân là do virus, vi trùng và ký sinh trùng và bệnh truyền từ người này sang người khác thì có thể là lây truyền trực tiếp hoặc là qua các qua các cái trung gian truyền bệnh và chúng ta thấy cái đợt dịch covid vừa rồi thì uh, covid 19 là cái bệnh lây truyền do virus thì nó có thể lây trực tiếp từ người sang người lây qua đường hô hấp và ngoài ra chúng ta lây qua các cái trung gian như các vật dụng của những người này và như vậy thì đặc điểm của bệnh truyền nhiễm là có thể lây lan thành cái bệnh dịch. Dạ vâng ạ, à, bác sĩ Ngọc cho biết tình hình dịch bệnh. Uh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay ạ. Trước hết thì bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Thì trước khi nói bệnh tay chân miệng thì xin nêu lại cái lịch sử tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chúng ta. À, bệnh tay chân miệng của Ninh Thuận chúng ta đã phát hiện đầu tiên là năm 2006. Năm đó chúng ta có dịch rất là lớn và gây nhiều ca tử vong ở trẻ em. Và những năm tiếp theo là cụ thể năm 2011 bệnh tay chân miệng một lần nữa quay lại tỉnh Ninh Thuận và gây thành dịch lớn. Và năm đó là năm mà tỉnh Ninh Thuận đầu tiên trong cả nước công bố dịch tay chân tay chân miệng trên địa bàn tỉnh. Và bẵng đi một thời gian tới nay là 12 năm và năm 2023 dịch tay chân miệng lại quay về tỉnh Ninh Thuận. Và tính đến nay, à, cụ thể tính ngày 24 tháng 8 thì từ đầu năm đến ngày 24 tháng 8 thì trên địa bàn tỉnh chúng ta đã xuất hiện 364 ca mắc tay chân miệng và trong đó có 33 cái trường hợp là từ độ 2B trở lên à, xin nêu lại là độ 2B là độ à, gọi là độ có cái tỷ lệ biến chứng nặng và dễ chuyển thành độ 3, độ 4 và dễ xảy ra tử vong và đặc biệt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chúng ta đã xét nghiệm và phát hiện 6 ca dương tính với à, Entovirus 71 đọc là EV71 À, xin nêu lại là ev71 là cái chủng mà có độc lực rất là cao rất dễ tử vong à, và đặc biệt trên địa bàn tỉnh chúng ta cái đợt dịch này thì 98% là trẻ dưới 5 tuổi như vậy là chúng ta tập trung phòng chống ở cái độ tuổi mà à, dưới 5 tuổi là chính và các cái bệnh truyền nhiễm khác à, trên địa bàn tỉnh chúng ta thì chúng tôi có thể liệt kê ngồi ra ngồi cái tay chân miệng thì có à, trường hợp sốt xuất huyết chúng ta từ đầu năm đến nay là có 480 ca mắc thủy đậu thì 83 ca mắc và sốt rét là 6 ca mắc và covid 19 là cái bệnh mà dịch đã trải qua năm 2021 và 22 chúng ta có 238 ca mắc À, vậy ngành y tế đã có những biện pháp gì nhằm phòng chống dịch bệnh tay chân miệng à, nói riêng và các bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn tỉnh thưa bác sĩ Ngọc? À, trước cái tình hình dịch bệnh truyền nhiễm à, do tay chân miệng và các cái bệnh truyền nhiễm khác thì ngành y tế đầu tiên là tăng cường công tác giám sát nhằm phát hiện sớm và phòng chống kịp thời thứ hai là chúng tôi đã tham mưu cho ngành y tế chỉ đạo hệ thống về điều trị à, chuẩn bị đầy đủ các cơ số thuốc vật tư y tế à, dùng bệnh và kể cả cái những cái thuốc đặc trị cho tay trong miệng à, ví dụ như là gamma globulin và hệ điều trị cũng đã chuẩn bị cái phương án điều trị thậm chí là các các phương án lọc máu cho những trường hợp nặng à, tiếp theo là chúng tôi cũng tham mưu ngành y tế chỉ đạo cho hệ thống y tế dự phòng tăng cường công tác giám sát phòng chống triển khai các cái biện pháp xử lý ổ dịch kịp thời không để lan rộng và việc nữa là chúng tôi cũng tham mưu ngành y tế tổ chức những cái đoàn đi kiểm tra giám sát ở cả cộng đồng ở các cái nhà trẻ mẫu giáo nơi mà nuôi dạy nhiều trẻ dưới 5 tuổi và cuối cùng là chúng tôi thực hiện công tác thống kê báo cáo đầy đủ những ca tay chân miệng theo đúng quy định của bộ y tế vâng ạ à, cảm ơn những thông tin vừa rồi của bác sĩ và xin được trao đổi với bác sĩ lê huy thạch Bác sĩ cho biết tình hình khám điều trị bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh từ đầu năm đến nay ạ. Từ đầu năm đến nay thì Bệnh viện Đa Khoa tỉnh khám là trên dưới nội trú là ngoại trú 500 bệnh nhân. Trong đó thì nội trú là 364. đặc biệt là tại Khoa Nhi là 249 trường hợp là điều trị thì chúng tôi đã có một sự chuẩn bị ngay từ ban đầu à, trong việc tập huấn nè đánh giá bệnh nhân nè để công tác chẩn đoán và điều trị thuốc men trang thiết bị vân vân thì những cái công việc này đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng do đó thì không có trường hợp đáng tiếc xảy ra Dạ vâng ạ, bác sĩ cho biết các ca bệnh tay chân miệng và các ca bệnh truyền nhiễm khi điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh có biến chứng nặng không thưa bác sĩ? À, những cái trường hợp mà à, thí dụ như chúng tôi khảo sát á, trong vòng à, những tháng à, 6 tháng đầu năm và đặc biệt là tháng 7, tháng 8 thì tổng số cái lượng mà mà bệnh lý tay chân miệng tại Khoa Nhi không á là 250 rưỡi trường hợp. Thì trong này khoảng 85% cái trường hợp là độ 1 và độ 2A là nãy bác sĩ Ngọc có nói đó, có nghĩa là cái mức độ nhẹ. À, trong đó thì nó à, có những cái độ mà 2B á, Thì chỉ có 33 trường hợp thôi Thì 33 trường hợp này á, Thì chúng tôi điều trị Rất là theo dõi rất là sát Hội chẩn thường xuyên Với lại cái tuyến trên Để điều trị kịp thời Và những có chỉ có một cái ca nặng Và chuyển đi Khi chuyển độ 3 đó Thì à, chuyển an toàn tới bệnh viện di động 2 Và ca này được lọc máu à, và đến nay thì mà bé nó đã ổn rồi trở về để đơn vị vâng ạ à, cảm ơn bác sĩ lê huy thạch phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục trao đổi với bác sĩ nguyễn thị hường trưởng khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh xin bác sĩ hường cho biết bệnh tay chân miệng là gì và mức độ nguy hiểm của bệnh đối với trẻ em là như thế nào thưa bác sĩ dạ vâng à, bệnh tay chân miệng á thì gọi là bệnh tay chân miệng là gì? Nó là một cái bệnh truyền nhiễm thường là do virus gây ra. Um, virus hay gặp trong đợt này là OV71. bệnh này á, làm với các biểu hiện là sốt, nổi bóng nước, hồng ban mà tập trung chủ yếu là ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, khỉu, mông và miệng. Thì bệnh này á, là thường gặp ở mọi lý tuổi. Tuy nhiên trong thời qua, gian qua là bệnh tay chân miệng nhập viện ở tại khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận hầu hết là trẻ dưới 5 tuổi thì bệnh này như chúng ta biết đó là bệnh sẽ lây qua đường tiêu hóa thật sự ra mà nói cái bệnh tay chân miệng là một cái bệnh lành tính có thể điều trị hoàn khỏi hoàn toàn tuy nhiên nếu chúng ta mà không phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì rất nguy hiểm cho trẻ em nó có thể gây các biến chứng nguy hiểm như sau đó là bé có thể biểu hiện tình trạng là viêm não màng não phù phổi cấp, viêm cơ tim và nguy hiểm hơn có thể dẫn tới tử vong. Về các phương pháp điều trị bệnh tay chân miệng, thì bệnh tay chân miệng á, thì gồm các độ như sau, độ 1, độ 2A, độ 2B. Trong độ 2B thì có độ 2B nhóm 1, 2B nhóm 2, độ 3 và độ 4. Khi các cháu bé mà đi khám được bác sĩ chẩn đoán là từ bệnh tay chân miệng độ 2A trở lên, tốt nhất chúng ta nên cho các cháu nhập viện tùy theo mức độ, tùy theo bệnh, tùy theo diễn tiến, chúng tôi có cái hướng điều trị theo phát đồ của Bộ Y tế. Tuy nhiên, đối với bà con chúng ta mà khi trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng, được bác sĩ chẩn đoán là độ 1 thì bà con chúng ta có thể điều trị tại nhà và các phương pháp điều trị cụ thể như sau. Thứ nhất, nếu chúng ta đo bé có sốt khi từ 38 độ, phải 5 độ trở lên thì bà con chúng ta có thể hạ nhiệt cho các cháu có thể bằng các loại thuốc là paracetamol hoặc ibuprofen với liều lượng là thích hợp theo hướng dẫn chỉ định của bác sĩ. Và khi chúng ta điều trị tại nhà như thế thì chúng ta phải cho bé đi tái khám hàng ngày và ít nhất là 48 tiếng sau khi bé hạ sốt. Cái thứ hai, khi các cháu bị tay chân miệng, các cháu bị loét miệng dẫn đến các cháu làm sao? Đau miệng, biến ăn, chảy nước miếng các cháu rất chi là khó chịu thì bà con chúng ta có thể sử dụng những cái loại gel là antacid có thể mình bôi vào những cái vết loét đó thì sẽ làm dịu đau cho các cháu và giảm đau cho các cháu và giờ sẽ dễ chịu hơn À, về vấn đề chế độ ăn uống, thì à, ăn uống thì thật sự mà nói là mình không ăn uống, kiên, không có kiên cự đâu Thì mình ăn những thức ăn là lỏng, dễ tiêu, à, ăn những thức ăn mát, đừng có ăn những thức ăn nóng thì gây đau miệng cho các cháu à, Và thức ăn, chế độ ăn dinh dưỡng phải đảm bảo là đầy đủ năng lượng và đủ chất Xin cảm ơn Vâng ạ, cảm ơn những thông tin bổ ích vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Thị Hương, trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh và sau đây mời các khán giả đang có mặt tại phim trường đặt câu hỏi với bác sĩ dạ xin mời Dạ ạ. vâng kính chào à, bác sĩ Thạch à, bác sĩ Hương và bác sĩ Ngọc à. em xin có câu hỏi là à, biểu biểu hiện sớm của cái triệu chứng của cái bệnh chân tay miệng là biểu hiện sớm là có, có những biểu hiện gì và cái thời gian cần nhập viện điều trị là như thế nào à, em xin hết ạ. vâng ạ à, đối với câu hỏi này xin mời bác sĩ Thạch trả lời ạ. À, cảm ơn cái câu hỏi của em thì cái, cái câu hỏi này rất nhiều rất nhiều bà mẹ và bà phương quan tâm thì biểu hiện sớm của bệnh tay chân miệng là như thế nào thì à, cái triệu chứng tay chân miệng đó, đôi khi nó rõ ràng à, biểu hiện đầu tiên là ở nổi những bọng nước ở vùng tay à, lòng bàn tay ha lòng bàn chân và miệng thì biểu hiện bằng cái những nốt vết lét. đó là trường hợp điển hình và những nơi mà tùy đó thí dụ như đầu gối nè mông nè là những nơi là xuất hiện những vết đặc điểm của vết vết cái vết móng nước đó, nó bề mặt của nó là nó hơi đục nó so với lại bệnh thủy đậu và cái kích thước nó khác nhau à, bà con cứ quan quan tâm thứ nhất là cái đặc điểm của cái bệnh cái vấn đề thứ hai nữa có những trường hợp rất là mơ hồ à, khám tại bệnh viện Đau khoa tỉnh ninh thuận đó, à, em nó chỉ không có triệu chứng sốt nữa không có triệu chứng gì cả nhưng mà tự nhiên cái thấy nó trên môi có một vết một vết lét trên môi hoặc là không có dấu hiệu gì hết mà tự nhiên bà mẹ phát hiện vùng 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 đầu gối đó, nó có một vài vết nốt đó. thì những dấu hiệu đó dấu hiệu sớm và cái việc điều trị thì mới nãy bác sĩ Hường có nói đó đối với riêng độ 1 thì chúng ta có thể điều trị và theo dõi tại nhà và được theo dõi hàng ngày bởi một cái cơ sở y tế gần nhất ví dụ như gì nè ví dụ bà mẹ nãy mình theo dõi cái dấu hiệu mà sẽ chuyển nặng trong đó một số dấu hiệu chuyển nặng thì bà mẹ quan tâm đó, đó là cái dấu hiệu sốt cao mà liên tục không uống thuốc hạ sốt được mấy mấy loại mà thuốc hạ sốt giống bé thường nói đó paracetamol và ibuprofen mà uống mà không hạ là một trong dấu hiệu mà diễn biến nặng cái dấu hiệu thứ hai là theo dõi bé nó có dấu hiệu giật mình nó ngủ mà tự nhiên cái chân nó giật một cái tay nó giật một cái nó giật uh, cục bộ hoặc là giật toàn thân giật nhẹ thôi sau đó nếu mà không chú ý mình bỏ qua thì ảnh hưởng về sau cái cái dấu hiệu thứ ba nữa là em bé nó lì bì bỏ ăn cái dấu hiệu này hết sức quan trọng đặc biệt là cái bệnh lý này thường là tỉnh táo nhưng mà cái dấu hiệu này thì nên nhập viện dấu hiệu thứ tư là liên quan đến cái đường thở của em bé tự nhiên thấy nó thở gấp hơn nhịp thở thấy lạ lắm à, cái lòng ngực nó co lõm thì bố bác hãy đưa vào bệnh viện hoặc là cơ sở tới gần nhất để khám một vấn đề nữa là theo dõi cái ti giác của bé nó không chịu có nghĩa là nó không chịu tiếp xúc nó lười tiếp xúc và nó lơ dạng trạng thái giống như ly bì à, thì mình nên đưa vào bệnh viện đó là những dấu hiệu nặng à, chuyển độ mà bà con chú ý để nhập viện sớm vâng ạ à, cảm ơn bác sĩ thạch và xin mời khán giả trường quay đặt tiếp câu hỏi cho các bác sĩ ạ. À. Xin mời chị ạ. À. À, dạ, xin bác sĩ Ngọc cho em biết cách phân biệt giữa bệnh tay chân miệng với bệnh thủy đậu và bệnh sở phát ban ạ. À. Em xin hết ạ. À. À, vâng, cảm ơn chị. À, trước hết thì ba à, cái bệnh này là đều là cái bệnh mà có thể gặp trên địa bàn tỉnh ninh thuận. Thứ nhất là thủy đậu, thứ hai là tay chân miệng, thứ ba là sốt số phát ban à, dạng sở chẳng hạn thì trước hết là cái bệnh tay chân miệng à, bác sĩ Thạch vừa giới thiệu đó à, đầu tiên là cái thương tổn thường gặp là tay chân và miệng như vậy chúng ta có cái tên là bệnh tay chân miệng là như vậy và cái vị trí thường gặp là tay chân miệng xin nhắc lại và ngoài ra có thể gặp những cái thương tổn ở gối ở mông và đó là cái phân biệt về vị trí về cái tính chất của các cái bóng nước tay trong miệng là xuất hiện những cái bóng nước ở lòng bàn tay lòng bàn chân thì thường cái thương tổn do bóng nước của tay trong miệng thì nó nằm ở cái phức hợp miễn dịch mà gây bóng nước đó nó nằm ở cái lớp non à, sâu hơn so với thủy đậu như vậy thì à, chúng ta thấy là cái bề mặt da của bóng nước nó vẫn còn dày còn cái bóng nước của bình thủy đậu thì nó mỏng hơn những cái thương tổn của thủy đậu thì nó ở cái lớp non lớp thượng bì thành nên là chúng ta thấy là những cái bóng nước của thủy đậu thường là trong và nông, còn tay chân miệng thì nó sâu hơn, à, nó gồ nhẹ lên mặt da hơn. Còn các cái thương tổn của số phát ban thì thường nó không có bóng nước mà nó có màu đỏ và nó gồ nhẹ trên màu mặt da. Như vậy chúng ta bằng mắt thường chúng ta có thể phân biệt được. Thứ nhất, tay chân miệng thì ở vị trí đặc biệt. Tay chân miệng, bối mông và ít gặp những cái vị trí khác như là lưng bụng còn thủy đậu thì chúng ta có thể gặp tất cả mọi vị trí của cơ thể à, mặt tay chân lòng bàn tay lòng bàn chân chỗ nào cũng có thể gặp thương tổn của thủy đậu tương tự như vậy những cái sốt phát ban do sởi hay là do uh, rubella thì cái thương tổn cũng gặp nhiều nhưng mà ít gặp ở lòng bàn tay lòng bàn chân như vậy là dựa vào những cái uh, những cái dấu hiệu về lâm sàng những vị trí thường gặp và cái tính chất của các cái bóng nước và các cái phát ban như vậy chúng ta có thể phân biệt được à, tay trong miệng phân biệt được thủy đậu và các cái số phát ban khác tuy nhiên một vài trường hợp cũng rất là khó để phân biệt các bệnh này mà chúng ta cần phải áp dụng những cái, cái sự phân biệt khác cụ thể là chúng ta phải kết hợp với điều tra dịch tễ à, ví dụ có những trường hợp à, chúng ta cần phải hỏi ở người nhà ở nhà có ai bị thủy đậu hay không các với cái thương tổn như vậy chúng ta không phân biệt được nhưng mà người ở nhà cho biết là ở nhà hiện nay là không có ai bị tay chân miệng nhưng mà bị thủy đậu là gần hết cả nhà bị thủy đậu thì chúng ta cần phải xem lại cái thương tổn đó và chúng ta xác định thủy đậu hoặc là tay chân miệng. Và một vài trường hợp cũng rất là khó để xác định là tay chân miệng thủy đậu hoặc là những cái bệnh lý khác thì chúng ta cũng phải nhờ vào, nhờ vào xét nghiệm cụ thể để xác định À, tay trong miệng hiện nay chúng ta thông qua việc lấy mẫu phân và gửi đi Viện Pasteur Nha Trang để phân lập và xác định virus như vậy tóm lại những cái bệnh này về lâm sàng chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được tuy nhiên một vài cái tình huống rất là đặc biệt, cũng rất khó phân biệt à, nhưng mà chúng ta có những cái biện pháp kỹ thuật khác để chúng ta xác định là thủy đậu hoặc là tay trong miệng hoặc là những phát ban khác xin hết vâng ạ cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ ngọc tiếp theo mời quý khán giả tiếp tục đặt câu hỏi cho các bác sĩ ạ dạ em mời chị dạ, xin kính chào các bác sĩ của chương trình tư vấn sức khỏe hôm nay cho phép tôi được hỏi bác sĩ thạch là đối với người lớn thì bệnh sốt xuất huyết nó nguy hiểm như thế nào và khi có những triệu chứng gì thì chúng ta phải nhanh chóng đi gặp bác sĩ thì xin bác sĩ thạch tư vấn giúp ạ cảm ơn chị rất nhiều. cái câu hỏi này chị đưa ra thì rất là hay và thú vị. ở đây chúng ta thì phải nói rằng cái số số huyết đó, nó xảy ra nó đến giờ phút này gần như quanh năm. hồi trước thì theo cái các nhà dịch ở học nghiên cứu ta thấy cứ 4 năm mà xảy ra một lần. và đặc biệt hồi trước người ta chỉ quan tâm đến trẻ em. ví dụ như tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận từ đầu năm đến nay là trên dưới 200 trường hợp mà trong đó thì người lớn và trẻ lớn chiếm đến 50% mươi rồi điều này để tôi nói là cái xu hướng thiên về người lớn sẽ nhiều hơn và người lớn thì gặp nhiều nhiều mặt bệnh và lẫn lộn trong những bệnh khác tôi ví dụ như là bệnh nhân có thai sau đó kèm một cái sốt xuất, xuất huyết à, hoặc là bệnh viêm phổi kèm lại cái sốt xuất, xuất huyết thì cái tiên lượng bệnh trở nên nó nặng nề hơn ở đây thì chúng ta biết rằng người lớn thì nó khó mắc nó khó mắc hơn là trẻ em. Tuy nhiên khi người lớn mắc á, thì cái khả năng cái cơ hội nặng á, thì nhiều hơn trẻ em. Cái này đã có thống kê rồi, khoảng 59% trường hợp sẽ là biến chứng. À, à, bây giờ thì biến chứng thì gặp những dạng như thế nào? Cái đầu tiên tại cơ chế của sốt xuất số huyết nó rơi vào hai tình huống là có là tăng tính thấm và nó giảm cái tiểu cầu. Do đó chủ yếu là biến chứng xuất huyết. Thì ở đây người ta thấy là có thể là sốc sốt xuất số huyết nặng đặc biệt là những bệnh nhân mà phụ nữ mang thai đó thì rất là là đe dọa rất lớn do đó thì à, bà con chú ý thứ nhất là có sốc à, có nghĩa là bệnh nhân này có triệu chứng sốt chưa có xuất huyết đâu nhưng ngày thứ hai ngày thứ ba bắt đầu có dấu hiệu tự nhiên mệt và nổi chấm xuất huyết toàn thân à, đặc biệt người lớn rồi sau đó thì người lớn người ta thấy diễn tiến rất nhanh bắt đầu có dấu hiệu xuất huyết toàn thân à, xuất huyết chân răng nè để, để, tôi nói tuần tự để bà con có thấy thấy được chân răng nè xuất huyết niêm nè xuất huyết ổ bụng nè rồi xuất huyết đường ruột đôi khi đi cầu ra máu đó là xuất huyết gọi là răng niêm vấn đề thứ ba nữa là vấn đề suy đa tạng à, người ta thấy là thí dụ như ở bệnh viện á, từ đầu năm đến nay khoảng 3 đến bốn trường hợp là rơi vào người lớn nhưng đặc biệt là biểu hiện bằng suy đa tạng có nghĩa là biểu hiện suy gan nè suy thận nè tổn thương một số cơ quan khác, đặc biệt là hệ hô hấp, à, do nó rối loạn tăng tính thấm á, và virus nó nó phát tán á, gây ra bệnh cảnh bệnh lý hô hấp. Một cái vấn đề nữa người ta quan tâm nữa đó là cái tình trạng sốc kéo dài và nếu mà chúng ta không theo dõi á, nó sẽ biến chứng rối loạn đông máu và bệnh nhân thể đến với với bệnh viện của tình trạng nặng á, có thể gây tử vong. Đó là những biến chứng rất là nặng nề, do đó bà con chú ý, đặc biệt xuất huyết là phải quan tâm xuất huyết mọi nơi thì chúng ta phải quan tâm và diễn biến. Cái mà chúng ta theo dõi là cái đầu thứ nhất là theo dõi vấn đề sốt nó có hại hay không. Cái vấn đề là diễn tiến của xuất huyết. Cái thứ ba là theo dõi được cái những cái tạng mới bị suy đó thì biểu hiện ví dụ như tổn thương gan nè, tổn thương thận nè và tổn thương một số cơ quan khác. Dạ vâng ạ, à, cảm ơn bác sĩ Thạch. Và khán giả trường quay còn thắc mắc gì có thể đặt câu hỏi cho cái bác sĩ trả lời ạ. Dạ em mời chị. Kính thưa Ban Tư vấn Sức khỏe, kính thưa bác sĩ Ngọc, thì em muốn lắng nghe cái tư vấn của bác sĩ là sắp chuẩn bị vào năm học mới thì phụ huynh cần lưu ý những gì để phòng tránh bệnh tay chân miệng cho trẻ ạ. Cảm ơn bác sĩ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Thì trước hết thì bệnh tay chân miệng hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu thuốc điều trị đặc hiệu là cái thuốc diệt được virus à, gây bệnh tay chân miệng là enterovirus hoặc là coxsackie như vậy là hiện nay chúng ta chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và cũng chưa có vaccine phòng bệnh thì hiện nay trên các trang mạng thì à, người ta cũng dự đoán rằng là cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024 dự kiến sẽ có vaccine tay chân miệng tuy nhiên là hiện nay theo thông báo từ bộ y tế bộ y tế chưa có những cái động thái gì công bố cái vaccine bệnh tay chân miệng như vậy thì trong tương lai gần tức nghĩa là khoảng từ đây tới cuối năm thì chúng ta chưa có vaccine phòng bệnh tay trong miệng và hy vọng trong tương lai chúng ta có cái loại vaccine phòng bệnh này thì à, hiện nay bắt đầu vào năm học mới thì năm học mới là năm học mà tất cả các trẻ đều đi đến trường ở trong đó để chúng ta xác định là cái độ tuổi mà chúng ta mắc, mắc tay trong miệng là trẻ dưới 5 tuổi để chúng ta tập trung công tác phòng chống thì à, hiện nay thì các biện pháp phòng chống thì Bộ Y tế đã nêu là sáu cái biện pháp phòng chống quan trọng. Đầu tiên là vệ sinh cá nhân. Thì chúng ta còn phải thường xuyên rửa tay cho trẻ và rửa tay sạch sẽ những người chăm sóc có trẻ bằng xà phòng. Và chúng ta phải rửa thường xuyên và những cái thời điểm mà chúng ta rất là quan trọng còn phải rửa tay là trước khi cho trẻ ăn và sau khi đi vệ sinh và và trước khi chăm sóc trẻ là chúng ta cần phải rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng thứ hai là trong vệ sinh ăn uống chúng ta cho trẻ ăn chín à, uống sôi để nguội và chúng ta không có sử dụng à, các cái thức ăn mà chúng ta để nguội lạnh cái và chúng ta vệ sinh các cái dụng cụ cốc chén đĩa à, một cách sạch sẽ chúng ta rửa bằng xà phòng và chúng ta phơi nắng và chúng ta nhất thiết là phải dùng riêng cho trẻ à, mỗi trẻ một cái muỗng hoặc là một cái chén tránh cái trường hợp là chúng ta cho trẻ dùng chung một muỗng hoặc là chén à, một việc nữa là các nhà trẻ màu giáo chúng ta làm sạch đồ chơi à, nơi sinh học của trẻ à, cái này là rất là quan trọng nếu mà trong điều kiện bình thường chưa có ca tay chân miệng thì ngành y tế khuyến cáo là chúng ta phải rửa bằng xà phòng các cái dụng cụ này bằng xà phòng hoặc là các cái dung dịch khử khuẩn thông thường cụ thể là các cái dung dịch lau sàn nhà viêm hoặc là xà phòng còn nếu đã xuất hiện ca, ca tay trong miệng thì nhất định chúng ta phải dùng các cái chế phẩm có chứa cờ lo đầu tiên các chế phẩm có chứa cờ lo là các dung dịch cờ lo ramin b mà ngành y tế cấp phát hoặc là các nhà trẻ mẫu giáo chúng ta tự trang bị tự mua à, ngồi ngoài ra trên thị trường chúng ta có một cái chế phẩm mà có chứa cờ lo nữa đó là dung dịch à, nước da ven đây là dung dịch đã à, có chứa phẩm cờ lo như vậy nếu mà có ca tay trong miệng thì nhất định chúng ta phải dùng các chế phẩm có chứa cờ lo vì các dung dịch có chứa cờ lo mới tiêu diệt được virus gây bệnh tay trong miệng. À, việc nữa là chúng ta phải thu gom và xử lý à, phân của trẻ, cái việc này rất quan trọng. À, nếu mà trong một cái nhà trẻ như vậy có một đứa trẻ mắc tay trong miệng mà chúng ta không có xử lý phân sạch thì nguy cơ là trẻ trong cái nhà trẻ đó đều bị tay trong miệng hết. Và các cái năm trước đây, cụ thể là năm 2011, chúng tôi đã phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang và làm một cái nghiên cứu. À, cái nghiên cứu này thì cái quy mô nhỏ thành nên chưa có kịp công bố. Đó là khi mà mắc, khi mà phát hiện một trường hợp trẻ mắc tay trong miệng, chúng tôi thực hiện lấy mẫu phân và nuôi cấy thì hầu hết các thành viên trong gia đình đều mắc tay trong miệng kể cả người lớn và người già. Như vậy chúng ta thấy rằng nếu một ca mắc tay trong miệng thì các thành viên trong gia đình là gần như là đều bị lây truyền, nhiễm uh, virus tay trong miệng thì tương tự như vậy trong các nhà trẻ, nếu một trẻ mắc tay chân miệng trong nhà trẻ mà chúng ta xử lý phòng trẻ em không không triệt để thì toàn bộ trẻ trong nhà trẻ đó và kể cả cô giáo uh, nuôi dạy trẻ đều nhiễm virus tay chân miệng và có nguy cơ lây cho những người khác, nhất là những cái cô giáo đó phi về nhà thì lây cho trẻ ở nhà hoặc lây cho người lớn tại gia đình của mình. à uh, cái biện pháp thứ năm là chúng ta theo dõi và phát hiện sớm. À, theo dõi và phát hiện sớm rất quan trọng. Tránh trường hợp là khi mà trẻ có những biểu hiện co giật, à, những biểu hiện bất thường, à, chúng ta mới phát hiện và chúng khi đó chúng ta quay lại thì mới khám phát hiện là trẻ mắc tay chân miệng cả tuần rồi. Bây giờ giai đoạn có biến chứng thần kinh rồi mới phát hiện. À, một việc nữa thì cách ly và điều trị kịp thời khi mà phát hiện. À, các cô giáo À, nuôi dạy trẻ thì mỗi buổi sáng thì nên khám phân loại sàng lọc khi mà tiếp nhận tiếp đón các trẻ chúng ta phải khám xem thử ở lòng bàn tay lòng bàn chân có bóng nước hay không và những cái trường hợp nào chúng ta phát nghi ngờ là mắc tay chân miệng thì chúng ta trả về cho phụ huynh để đưa đi khám và cách ly kịp thời để chúng ta không để trường hợp mà trẻ mắc tay chân miệng đi vào học chung như trẻ trẻ lành khác như vậy là chúng ta có tổng cộng sáu cái nội dung mà phòng chống tay chân miệng tại các nhà trẻ trường học và tại cộng đồng theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Vâng ạ, à, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Ngọc. Thưa quý vị và các bạn, qua số điện thoại của chương trình 0259 383 7837, chương trình đã nhận được nhiều câu hỏi của khán giả gọi về cho chương trình để được các khách mời tư vấn trực tiếp. Và ngay bây giờ chúng tôi đã kết nối điện thoại với một khán giả. Xin chào bạn, à. bạn có thể giới thiệu tên, bạn ở đâu và có câu hỏi gì đặt cho khách mời không ạ? Con chào bác sĩ Thạch, con là Ngọc Diệp ở Phan Rí Hấp Chàm, xin được hỏi bác sĩ, bác sĩ cho con biết bệnh cúm H5N1 có phải là bệnh truyền nhiễm không ạ? À? Và mức độ nguy hiểm thì như thế nào? Để phòng ngừa bệnh thì phải làm gì ạ? À? Con cảm ơn bác sĩ. Đối với câu hỏi này xin mời bác sĩ Thạch ạ. À. À, cảm ơn em cái à, bệnh lý H5 N1 là bệnh cúm và có thể xảy ra ở nó gây ra tình trạng viêm phổi siêu hấp à, cả người lớn và trẻ em thì à, bệnh cúm như chúng ta biết á, đây là một cái à, bệnh mà gây ra bởi virus nó biến đổi thay thời gian thì người ta nghiên cứu người ta thấy như thế này cái quá trình hình thành dịch á, hồi trước kia thì có một cái quy luật có nghĩa là 10 năm có một đại dịch à, và sau, sau, sau này thì không thành quy luật nữa do những lý do như thế này. À, thí dụ như năm 1918 có một đại dịch mà xảy ra Tây Ban Nha thì cái đại dịch này cúm thì đầu tiên là H1N1 chủ yếu là lây từ cái động cái 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 da cầm á qua qua người mà mà nếu mà lây đầu tiên thì lây vậy thì cái mức độ nó vừa phải sau đó lây được qua người rồi bắt đầu nó biến thể biến thể là do cái sự xáo trộn về cái tình trạng miễn dịch hình thức như thế này chúng ta có hình dung cái môi trường mà cái virus nó sống ban đầu nó từ da cầm sau đó cái môi trường qua bên người người để nó thích nghi với cơ thể bắt đầu nó biến đổi à, nó biến đổi cái gen cơ thể của cái con virus đó để nó thích nghi thì quá trình thích nghi này có sự hai về việc thứ nhất là sao chép lại cái chuỗi mà ADN trên cái cơ thể của con virus á Nó sao chép liên tục để nó phát triển Trong cái môi trường mới Khi mà quá trình sao chép nó bị lỗi mà Hình dung vậy giống như máy photocopy vậy đó Mà bà con hình dung vậy Thì quá trình sao chép, sao chép, sao chép Để nó phiên bản ra những con mới Để nó phát triển Thì những cái phiên bản mà bị lỗi á Thì đa phần trước kia nó bị hủy đi Nhưng bây giờ là nó thay đổi Nó biến đổi để thích nghi nữa có nghĩa là những cái dạng bị lỗi nó vẫn tiếp tục phát triển và nó hình thành ra những dạng khác. Ở đây tôi nói là khi mà mở đầu qua người á, thì cái cơ chế nó ngày khó khăn hơn. Và đại dịch liên tiếp xảy ra cứ 10 năm lặp lại một lần đại dịch. Thì năm 1958 là có một cuộc đại dịch cũng lớn xảy ra ở đầu tiên ở Hồng Kông. Xong nó lan rộng các nơi nước châu Âu. Thì ta ước tính một cái đại dịch như vậy đó thì nó cái năm đầu tiên ở cái đợt dịch đại dịch năm 1918 thì gần tới 50 triệu người tử vong nhưng mà đại dịch lần sau chỉ có 1 triệu một triệu mốt thôi là, 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 lượng người tử vong và cái số lượng nó giảm dần do là cái gì do là cái lúc này là mình có cái hệ thống miễn dịch chủ động có nghĩa là mình tạo ra cái vaccine để tiêm tuy nhiên cái dần dần á sẽ nó không còn cái theo cái quy luật nữa không có con còn cái quy luật và cái 10 năm mà là xuất hiện lại một lần ở đây xuất hiện rất nhiều dạng từ H1N1 nè rồi H5N1 nè chuyển qua H2N2 nè H3N2 vân vân đó là cái dạng biến thể của cái virus cúm do đó thì câu hỏi của bạn thì nó có thêm vấn đề nữa bây giờ giả sử cái quy luật này thì cái việc đầu tiên mình làm cái gì thì việc đầu tiên chúng ta phải phòng ngừa là nguyên tắc còn cái việc mà cái vaccine á, thì trong một giai đoạn thôi Có nghĩa là thí dụ như phát hiện ra cái con H1N1 hoặc khác 5 n 1 Người ta chế ra cái vaccine Nhưng mà đến cái giai đoạn bắt đầu nó phát triển khác rồi Nó biến thể về cái cái, cái gen và di truyền uh, gen của cơ bản của nó đó Thì nó bắt buộc là nó thay đổi để nó thích nghi lại cái con cái, cái, cái vaccine đó thì cái hiệu quả vaccine không còn đáp ứng nữa đến một giai đoạn đó do đó thì cái biện pháp phòng ngừa là biện pháp tốt nhất. Nãy giờ bác sĩ Ngọc có trình bày. Vâng ạ, à, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Lê Huy Thạch ạ. À. Và ngay bây giờ chúng tôi xin kết nối điện thoại với một khán giả. Vâng, xin chào bạn. À, bạn có thể giới thiệu bạn tên gì và có câu hỏi gì không ạ? À? Dạ, xin chào chương trình. Tôi tôi là Ngọc ở Khánh Hòa đang xem chương trình tư vấn sức khỏe của Đài Ninh Thuận á. À, và xin được tư vấn bác sĩ Ngọc một câu hỏi ạ à. ừ, bác sĩ cho em biết là phụ nữ mang thai thì có mắc bệnh tay chân miệng không à, và nếu không may bị nhiễm bệnh thì sẽ nguy hiểm như thế nào ạ à? xin cảm ơn bác sĩ vâng à, cảm ơn ý kiến của chị câu hỏi của chị à, tôi đã nghe rất là rõ cái câu hỏi của chị vấn đề của chị đặt ra thứ nhất là phụ nữ mang thai cũng như mọi cái người khác đều có thể mắc tay trong miệng. thậm chí phụ nữ mang thai cũng có thể dễ mắc hơn, tại vì phụ nữ à, thì thường tiếp xúc với trẻ, làm rất là nhiều công việc, nên họ có thể mắc tay trong miệng. À, tuy nhiên theo thống kê của ngành y tế thì chúng ta thấy rằng là cái phụ nữ mang thai, thậm chí là những cái giai đoạn cuối của thai kỳ và cái giai đoạn cụ thể là giai đoạn mà chuẩn bị sinh em bé và phụ nữ mang thai cũng có thể lây cái virus tay trong miệng à, cho em bé tại cái thời điểm mà sinh em bé ra. À, tuy nhiên những cái trường hợp mà những cái bệnh lý lây theo đường tiêu hóa lây cho em bé và theo thống kê thường là nhẹ và không có cái tổn thương nghiêm trọng và trên thực tiễn những trường hợp bé sơ sinh à, thì mắc tay trong miệng mà có dấu hiệu nặng thì cái số cái tầng suất gặp rất là ít và rất cực kỳ hiếm như vậy thì cái vấn đề này à, về lý thuyết nó sẽ có tuy nhiên là không gặp nhiều và không gặp phổ biến và nói tóm lại thì phụ nữ mang thai có thể mắc tay trong miệng và lây cho em bé trong cái quá trình thai kỳ tuy nhiên tình huống này là hiếm gặp và chúng ta và nếu có em bé bị tay trong miệng thì cũng không có biến, à, biến chứng nặng so với những trẻ lớn hơn một chút như vậy chúng ta yên tâm cái tình huống này chúng ta cũng không phải quá bận tâm về trường hợp phụ nữ mang thai mà mắc tay chân miệng. Dạ vâng ạ, à, cảm ơn bác sĩ Ngọc. Bác sĩ Hương cho biết hiện nay khoa nhi bệnh viện Đa khoa tỉnh có những đổi mới giải pháp gì nhằm nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh nhi ạ? À? Thì khoa nhi bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cái là nơi là tiếp nhận cho tất cả các trẻ mà dưới 16 tuổi nhập viện tại khoa nhi, không chỉ là trên địa bàn Đa khoa tỉnh Ninh Thuận chúng ta mà còn cho ở các tỉnh bạn. Như ở Cam ranh, Khánh hòa hoặc ở Tuy Phong, chợ Lầu, Bình thuận cũng đều ra khoa như chúng tôi điều trị. thì với cái mục tiêu là ngày càng chuyên sâu hóa và cái hướng tới cái thực hiện các kỹ thuật cao nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người bệnh thì bệnh viện đa khoa tỉnh chúng tôi thì cũng không ngừng nâng cao về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, máy móc, thuốc thiết yếu đầy đủ, đào tạo nhân lực thì trung bình hàng năm khoa tiếp nhận trên 10.000 bệnh nhi vô khoa nhi điều trị. Đó, thì về phương tiện cấp cứu thì khoa chúng tôi đã bố trí một phòng hồi sức gọi là chăm sóc đặc biệt và thêm ba phòng hồi sức chăm sóc cấp 2 để tiếp nhận những trẻ ví dụ như là sốt cao co giật những cái trẻ mà viêm phổi nặng vì với phương châm mà là đối với chúng tôi là luôn nhắc nhở anh em đồng nghiệp là người mẹ luôn luôn đúng khi người mẹ lo lắng nhân viên chúng ta cần phải lo lắng những cái nỗi... tại vì người mẹ là người chăm sóc trẻ khi những chính những người mẹ là người phát hiện các dấu hiệu bệnh nặng báo với chúng tôi thì chúng tôi đưa vào vòng hồi sức để kịp thời theo dõi xử um, trí bệnh nhân kịp thời thì về vấn đề phương diện cấp cứu ấy, thì um, hàng năm khoa chúng tôi đã xử trí những trường hợp rất thành công ví dụ như là sốc nhiễm trùng sốc xuất xuất huyết bệnh tay chân miệng nặng rồi những trường hợp trẻ đuối nước rắn cắn hoặc những cái chăm sóc phẫu thuật như là phẫu thuật chấn thương sọ não hoặc các trường hợp phẫu thuật ở bụng chúng tôi đều chăm sóc và điều trị thành công. Thì để cái giải pháp sắp tới, thứ nhất là chúng tôi đặt ra vấn đề là cần phải chủ động, chủ động đào tạo về nhân lực và gửi các bác sĩ điều dưỡng lên tuyến trên, đào tạo chuyên sâu và các kỹ thuật theo hướng chuyên chuyên nhi theo đề án 1816 cái thứ hai là nâng cao công tác khám chữa bệnh, chủ yếu là phát triển các kỹ thuật mới để nhằm đáp ứng cho nhu cầu khám, điều trị và cấp cứu bệnh nhi. Cái thứ ba nữa là về vấn đề là nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân chúng ta ngày càng tăng tăng cao kể cả về chất lượng và số lượng. À, do đó mục tiêu của chúng tôi đưa ra là nhân viên y tế phải đổi mới về phong cách thái độ phục vụ của người bệnh đem tới sự hài lòng cho người bệnh. Cái thứ hai là nâng cao về ở đức Kho phòng phải xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn Và đem tới sự hài lòng cho người bệnh Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Hương Quý vị và các bạn thân mến Hy vọng thông qua chương trình Quý khán giả có thêm những hiểu biết Về phòng ngừa và điều trị bệnh tay chân miệng Và các bệnh truyền nhiễm khác thường gặp Thưa quý vị và các bạn Chương trình tư vấn sức khỏe xin tạm dừng tại đây Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình hoặc những vấn đề liên quan đến sức khỏe cần được tư vấn, xin gọi về chương trình tư vấn sức khỏe, phòng biên tập đã phát thanh và truyền hình Ninh Thuận, điện thoại 0259 383 6665. Một lần nữa, xin cảm ơn các khách mời đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình tư vấn sức khỏe đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.